đoán vận mạng cho tuổi Tân Sửu nữ mạng sinh năm 1961 đến 2021 và 2081 cung đòi mạng Bích Thượng Thổ đất trên vách Trương Con Châu tướng tinh con đời ươi bà chúa tiên độ mạng thơ đoán vận mạng Tân Sửu mạng thổ cung đòi đất ở đầu vách ít ai quốc đào tháng riêng lỗi số biết bao thu đông cùng thực số sao hẩm phần số này khác mẹ khác cha gần nhau xích mích xa nhau lại buồn tánh người nổi dữ nổi hung khẩu xà tâm phật nói rồi bỏ qua cái thì lập nghiệp phương xa tình đầu luống chịu vui chiều buồn mai cho hay trời đã an bài tu nhân tích đức để dày mai sau trời phật tin tưởng phúc hờ cho nên hậu vận mới nhờ tấm thân cũ giải tổng quát tân sửu nếu cô nào sinh thận mùa hạ thì được giàu sang phú quý làm việc gì trong đời cũng được thông suốt có địa vị trong xã hội dù là đàn bà nhưng thích làm việc xã hội lên xe xuống ngựa có kẻ hồng người hạ còn cô nào sinh vào ban ngày thì ví như trâu kéo cày cực khổ gian nan số phải phiêu bạt đi nơi xa xứ là quê người nằm ăn mới khá người có tính hay giúp đỡ kẻ nghèo khó lấy tình cảm làm thú vui nên tu nhân tích đức để ngày sau được thành nhà thú này phần đông có căn tu nên kiêng cữ thịt chó thịt mèo ngựa trâu và sự chia sẻ của tôi hôm nay xin tạm dừng ở đây xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi